Tiểu tập vô sỉ, đứng lại cho lão phu. Tiền bối, là các phu nhân tự chủ động, ta cũng là người bị hại. Cầm miệng. Đạo hữu xin bớt giận. Thiên nhất trần quân, trên trời có đức tính tốt đẹp, tha quên bỏ thù hận còn hơn giữ nó mãi ở trong lòng. Lùi một bước biển rộng trời cao, từ lão ma, lão đạo hữu, ngươi, ngài muốn làm gì? Ta đến để khuyên ngươi hãy nương tay, thiên đạo vô tình nhân hữu tình. Vạn chúng sinh đều có khổ nạn, vạn vật vạn sự này làm sao để vẹn toàn nghe nói từ tiên đang độ kiếp thất bại đều bị đánh ngu luôn rồi chạy khắp nơi khuyên người hướng thiện không ngờ lại là thật nếu như là đạo hữu bị tên tiểu tử này cắm sừng thì người có thể tha cho hắn không thượng tiên tiền bối làm chủ cho ta ta cũng là người bị hại là các phu nhân ép buộc ta đạo hữu tiên nhất ngươi cắm sừng lại vị đạo hữu này không phải là công bằng rồi sao đến cả đứa trẻ cũng không phải là con ruột của ta không phải con ruột cũng không sao cả hơn nữa lúc người ly hôn còn có thể có thêm chút bồi thường tám đứa đều không phải là con của ta Rốt cuộc là người đã bị cắn sừng bao nhiêu người vợ? Tổng cộng có 6 người thì cả 6 người luôn. Đạo hữu thiên nhất, đừng buồn, tại hạ đã làm phiền rồi, mới tiếp tục, thượng tiên cứu mạng với, ta thật sự là bị ép, cứu mạng với. Cảnh báo cảnh báo, ác ý từ bỏ nhiệm vụ sẽ trừ 3 lần công đức. Cái loại này thì khuyên kiểu gì, sau cái sừng với tám đứa trẻ, chứ chưa nói đến là đã bị cắm sừng mấy chục năm liền. Khuyên cái con quỷ, cảnh báo cảnh báo, ác ý từ bỏ nhiệm vụ sẽ trừ ba lần công đức. Mẹ, xin lỗi nhảy đạo hữu thiên nhất, ông trời có đức tính tốt, ta vẫn muốn khuyên người hướng thiện. Mong người hãy tha thứ cho người thiếu niên đáng thương đã thông đồng với sáu người vợ của người cắm sừng ngươi. Lão phu từ chối, đừng tưởng tu vi ngươi cao thì, lão phu, chọn tha thứ, thành công hóa giải xung đột, thương 100 công đức, cứ cảm thấy hơi có lỗi với đạo hữu thiên nhất. Cảm giác chính nghĩa mạnh mẽ khiến Từ Tiên đang bắt buộc phải làm cái gì đó để bù đắp tổn thất của đạo hữu thiên nhất. Vì vậy, công tiến thượng tiên, cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên đã không thu công cụ gây án. Cảm ơn không giết, Tại hạ là Tử Tiên Lang, là người mạnh nhất tiên vực, muốn hỏi vì sao lại đi khuyên bảo khắp nơi thì phải quay về lúc độ kiếp. Cửu cửu lôi kiếp nhỏ bé, xem ta dùng trung địa hoàng đánh trả đây. Vũ hỏa phi thăng thượng giới chân tiên, lão tử làm chắc rồi. Bình A 108 chảm, phá cho ta, ha ha ha, lối kiếp đã qua, lão tử sắp phi thăng lên thượng giới rồi, bản tiên là thượng giới chân tiên phụ trách xét duyệt người phi thăng ở thế giới này vì vậy bản tiên từ chối đơn xin phi thăng của người. người người nói cái gì người nộp đơn hửa tiên người đã giết quá nhiều người giết hơn chục gia tộc tông môn lại còn kết giao với xa yêu thiên lý khó dung lão tử tên là từ thiên đăng từ thiên đăng khụ khụ thất thất lễ công việc của bản tiên nhiều quá nhầm lẫn người với người khác người nộp đơn phi thăng từ tiên đăng người giết hại rất nhiều người tiêu diệt hơn chục tông môn hơn nữa cuộc sống cá nhân của người rất hỗn loạn không cưới nhưng lại quá rất nhiều nữ nhân thiên lý khó dung vì vậy bản tiên trả lại đơn xin phi thăng của ngươi tiên nữ đại nhân nhân phẩm của đám người phi thăng trước kia cũng có kém hơn ta chút nào đâu trong đó còn có cả ma đầu nổi tiếng dựa vào cái gì mà bọn họ được còn ta thì không được bản tiên vừa được điều đến quản lý thế giới này người trước kia không do ta quản chủ trương của ta là tu tiên hòa thuận ngươi không phù hợp tiêu chuẩn phi thăng vừa hay ta gặp phải tên thánh mẫu ngu xuẩn không phân biệt được phải trái đúng sai nhà ngươi đúng không chửi mắng thượng giới chân tiên phải phạt mạng của ta do ta quyết không do trời cứu cứu lôi kiếp ta còn không sợ chẳng lẽ lại sợ lôi điện bình thường này của ngươi sao cái gì ta muốn thành tiên ai cũng đừng hòng cản ta trời cản ta thì ta chém trời cơ thể hạ giới mà lại có thể chém đức thiên lôi trừng trị tiên cản ta thì ta chém tiên một phàm nhân nhỏ bé mà lại chém hình chiếu của ta ở hạ giới sát tân nặng như vậy bản tiên chỉ đành đánh quyền này ra bây giờ bản tiên sẽ phong ấn tu vi của ngươi khuyên ngươi hành thiện tích đức yêu hòa bình nếu không thì đừng nói đến chuyện phi thăng tên thần tiên não tả như ngươi ta giết bà ngươi chào mừng sử dụng hệ thống khuyên người làm việc thiện bởi vì tu vi của ngài đang mất hết nên bản hệ thống sẽ bắt đầu từ nhiệm vụ đơn giản nhất dẫn dắt ngài trở thành một người tu tiên thiện lương thân thiện là giọng nói của tên thần tiên bị điên kia trả tu vi của lão tử lại đây thứ thần tiên ngủ ngốc nhà ngươi hợp đạo kỳ ngàn vạn công đức kết đan kỳ trăm vạn công đức tiên thiên kỳ mười vạn công đức luyện khí kỳ vạn công đức luyện tinh kỳ ngàn công đức tích đài kỳ trăm công đức trúc cơ kỳ mười công đức lao tử đang hợp đạo đỉnh phong cửu cửu đại kiếp kỳ không phải là phải hơn trăm triệu công đức sao con mẹ nó đồ cái gì vậy trăm trưởng bên trái kiểm tra được có xung đột xin hãy khuyên nhủ xa và xb dừng trận chiến tranh dành bạn đời thưởng một công đức vận may thật là tốt lại có nhiệm vụ rồi, xin hãy đi cứu gia đình Thỏ đang bị nhốt trong đám chảy dưới đất, Thường một công đức. Cho dù là tu luyện lại từ đầu thì Lão Tử cũng tuyệt đối không dùng loại hệ thống thiểu năng nhà ngươi. Ngươi cứu rửa sạch cổ đợi đấy cho ta, Lão Tử nhất định sẽ phi thăng thượng rồi đấm chết nha đầu ngươi. Đồ trong nhẫn không gian đều đã bị cháy hết rồi, hắc lôi đó cũng mạnh thật. Xem ra vẫn còn cảnh giới luyện thể. Đợi sau khi hồi lại vết thương, cho dù không thể vận khí thì chỉ sức mạnh cơ thể thôi cũng đủ để chống lại sức mạnh tiên thiên kỳ xem ra chỉ có thể đến chỗ đồ nhi đến chỗ hắn bế quan tu luyện lại từ đầu với thiên phú của ta chưa đến trăm là đã đến hợp đạo đỉnh phong rồi kinh mạch của ngươi đã bị phong ấn rồi không thể tu luyện chỉ có ngoan ngoan tích lũy công đức mới có thể hồi phục tu vi từ tiên đăng ta cho dù là chết cho dù bị dã thú trên núi ăn mất cũng tuyệt đối không nghe theo lời nhắc nhở của thần tiên ngu ngốc nhà ngươi tôi chỉ là một phân thân của chủ nhân không có tình cảm của con người ngươi chửi ta chỉ thể hiện người rất đầu trĩ phàm nhân ha ha chế diễu ngươi còn biết chế diễu đây gọi là không có tình cảm con người nhiệm vụ hệ thống xin hãy khuyên nhủ hồ săn kiếm sau lưng người đừng ăn người thường ba công đức con mẹ nó cái gì vậy tên nghiệp trướng nhà ngươi cái thứ này sao có thể khuyên nhủ chứ ai yêu mẹ nó nếu không phải trên người lão tử có trọng thương thì hắt hơi một cái cũng đủ để giết con mèo quê nhà ngươi rồi gao gao ngươi qua đây hãy ngăn cản chiến tranh của hai tổ ống bắp cày thường ba điểm công đức hãy khuyên nhủ chim cú mèo đứng ăn chuột đất đáng yêu thường một điểm công đức Dẹp quỷ rừng màu xanh đang đánh nhau với thủy long phú, hãy đến ngăn cản. Xin lỗi, ta đã chọn nhiệm vụ vượt mức sức mạnh hiện tại của ngươi. Bỏ qua nhiệm vụ này, ngươi cầm miệng cho ta, nạo tàn. Phía trước có hai đứa trẻ con đang cãi nhau, hãy khuyên nhủ bọn chúng đừng tranh cãi nữa, thưởng một điểm công đức. Bé tí tuổi đã biết cãi nhau rồi, mau về nhà làm bài tập đi. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ, thưởng một điểm công đức. Ngoài ra lần đầu hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 5 điểm công đức. Hệ thống khuyên người làm việc thiện, bây giờ có những vật phẩm sau có thể mua. Ai đã hoàn thành nhiệm vụ chứ? lão tử căn bản là không có khuyên có được không hả ngưỡng cửa nhiệm vụ giảm thấp mục tiêu dừng đấu tranh cũng được coi là một hành động trước kia là ai đã nói có chết cũng không làm nhiệm vụ hệ thống được rồi phám nhân nói lời phải giữ lấy lời người có thể đi chết rồi sau lưng hệ thống này chắc chắn là có người thật khống chế đúng chứ nhất định là tên biến thái có tính cách vạn vẹo nào đó đang khống chế cả đời từ tiên đang ta ghét ác như kẻ thù được xưng là sứ giả chính nghĩa của tiên vực vì sao lại rơi vào kết cục này còn bốn điểm nữa là ngươi có thể trải nghiệm được khoái cảm hồi phục lại tu vi rồi. Hấp dẫn không? Muốn không? Đừng coi thường ta. Từ tiên đăng ta vĩnh viện sẽ không khuất phục. Bắt đầu từ ngày hôm nay, lão tử sẽ là một người phàm không có tu vi, xem ngươi có thể làm gì được ta. Các vị soái ca mỹ nữ đi qua, cho ta xin chút đồ ăn đi. Một tháng trôi qua, ta mới phát hiện ngoài tu tiên ra thì ta không có bất kỳ kỹ năng sinh sống gì của người phàm cả. Đại thúc, ăn bánh bao không? Đại thúc, ngươi là người ở đâu thế? Sao lại ra nông nỗi này? Có cần giúp đỡ không? một tháng này đã nến đủ khổ cực của người đời không ngờ trên đời lại có một tiếng cô nương thiện lương đáng yêu như vậy đại thúc sao ngươi lại khóc rồi là bánh bao không ngon sao hay là ta cho ngươi luôn cái bánh bao này của ta hậu duệ của gia tộc hoa thị là của ta rồi cứu mạng với thả ta ra từ trước đến nay lão tử luôn là người có ân phải báo có thu tất báo dám bắt ân nhân của ta chắc ngươi nhiệm vụ hệ thống giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc thường ba điểm công đức còn có bây giờ ngươi không thể bay còn ra vẻ nữa là không đuổi kịp đâu. Cứ quên cái này đi đã. Người đứng lại cho ta. Tiểu cô nương này có linh thai tiên thiên. Chỉ cần ta đạt được nó là có thể có được thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh rồi. Hơn nữa còn có thể trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Hê hê hê. Cứu mạng với cứu mạng với. Tiểu cô nương đừng sợ. Tài hạ đến cứu người đây. Anh hùng. Cảm ơn. Vừa nãy hình như có bóng người, ta đã nhìn nhầm rồi sao? Cũng may sức mạnh ra thịt của cơ thể này vẫn còn. Nếu không thì đa đầu thai chuyển thế rồi. Thân ái, còn bốn điểm công đức nữa là có thể mua được thẻ trải nghiệm khôi phục tu vi. Có thể khôi phục tu vi tạm thời. Tiểu cô nương thật đáng thương. Ngươi không muốn cứu người ta sao? Người ta còn cho người bánh bao đó, leo leo. Người tu hành cấp thấp đến phi hành cũng không biết. Cho dù không có tu vi thì cơ thể đồng thiết của ta cũng đủ để đối phó rồi. Tu luyện thể phối hoàn cảnh. Phần lớn người tu vi đều kiêm tu một ít. Hơn nữa cho dù ta chết thì cũng sẽ không nghe thời thời chỉ bảo của ngươi đâu. Nhiệm vụ hệ thống cứu tiểu cô nương bị bắt cóc, thường 10 điểm công đức, có cần vả mặt như vậy không? Mà điểm công đức còn tăng lên được nữa, là tự bản thân ta muốn cứu người, không liên quan gì đến hệ thống nhà ngươi. Ta căn bản không cần người giúp đỡ, nhưng bây giờ người đã mất dấu rồi, không mua thẻ khôi phục tù vi thì không thể tìm được phạm nhân. Không tìm được phạm nhân thì không cứu được cô bé, không cứu được cô bé thì người vĩnh viễn sẽ bị dằn vặt lương tâm. Mà ngươi có lương tâm sao? Đau mặt quá, người trẻ tuổi đừng có tâm lý phản nghịch phải ngoan ngoãn nghe lời là một đứa trẻ ngoan nào nào hoàn thành nhiệm vụ này là có thể mua được thẻ trải nghiệm tu vi rồi đấm kẻ bắt cóc cứu được tiểu cô nương đáng yêu lại lương thiện đừng đánh nhau nữa sao lại là kẻ vấn đề giao phối não tàn này lúc mạng người liên quan đến trời này đừng đùa dưỡng. cập nhật nhiệm vụ hệ thống phan tiểu thư trên lầu đang dục cầu bất mãn gia đình bất hòa hãy dùng tình yêu vậy ta vẫn nên là đi khuyên chó thì hơn hệ thống nhắc nhở không được dùng bạo lực để giải quyết hãy dùng tình yêu để cảm hóa bọn chúng a à, soái à đại cứu ta yêu cái đầu nhà ngươi tiểu mỹ bọn ta đến cứu nàng đây sau đó từ tiên đăng đã chạy mời con phố ta tưởng ngươi sẽ bỏ cuộc không ngờ ngươi lại kiên trì đến bây giờ xem ra ngươi thực sự rất yêu chó tiểu mỹ không phải ngươi cũng thế sao tình yêu của ngươi với tiểu mỹ cũng truyền qua ta rồi đại ca vậy chúng ta kết bài huynh đệ đi lão đệ ta nhận người huynh đệ là ngươi rồi nghe nói đại ca có thù với đám hắc quyền thành nam tiểu đệ nguyện dốc hết sức hỗ trợ có huynh đệ tương trợ nhắc thống tất cả chó trong thành này chỉ là vấn đề thời gian thật hỗn loạn chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ thưởng hai điểm công đức không phải nói còn thiếu 4 điểm công đức là có thể mua thẻ trải nghiệm tu vi sao sao hoàn thành nhiệm vụ lại vẫn còn thiếu hai điểm công đức người đời nói có một số chuyện thì có một lần và vô số lần sau khi hoàn thành một nhiệm vụ hệ thống đã có đủ 10 điểm công đức mua thẻ trải nghiệm khôi phục tu vi lần đầu mua thẻ này nên được giảm giá sau khi sử dụng có thể khôi phục lại tu vi có tác dụng trong một lúc một lúc thôi đúng không đủ rồi thiên địa vạn vật chủ tâm gian ước vạn thần linh ước vạn niệm tìm kết định vị hu 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 he he tiểu cô nương đến dung hòa thành một thể với thúc thúc đi tìm được ngươi rồi tiếng gì người làm ân nhân của ta bị thương chết tiểu cô nương không cần sợ tại hạ đến cứu cô nương đây hắn thật sự là một vị thượng tiên có tu vi cực kỳ cao cường Tiên nữ trong mơ của Nhiên là không có lừa mình. Này, tiên nữ mà nàng vừa nói, hệ thống đang bảo trì, vui lòng đợi một lát. Này, đừng giả vờ nữa, đây không phải là trò lừa của ngươi đấy chứ. Ta là thượng giới chân tiên sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu. Ơ, à, là tiên nữ tỷ tỷ trong mơ kìa. Cảm ơn ngươi đã chỉ con đường tu tiên sáng lạn cho ta. Vì sao ngươi có thể nhìn thấy được màn hình hiển thị của hệ thống? Ngoài hắn ra thì người khác đều không thể nhìn thấy mới đúng. Đúng vậy, đều là ta làm hết. Làm sao? Tiểu ma tiên. Tiểu cô nương là linh thai tiên thiên đấy, Máu cướp của nàng ta đi, là ta đã nói cho tên lưu manh đấy. Tiểu cô nương này có linh thai tiên thiên, lừa hắn đi bắt người cướp linh thai. Tiểu muội muội, không phải là người muốn tu tiên sao? Vị đại thúc này là người tu tiên rất lợi hại đấy, đi bái sư đi. Cũng là ta bảo cô nương này cố ý tiếp cận người, kích thích lòng lương thiện của người, ép người phải làm nhiệm vụ. Thật bỉ ổi, mạng người quan trọng, lỡ như thật sự có chuyện, ta cũng là được người ta ủy thác. Mọi trách nhiệm không do ta gánh vác, cung lắm thì ta đích thân đi cứu người. Thượng thiên đại nhân ta tên là hoa mạt lị tu tiên là giấc mơ từ nhỏ đến lớn của ta cho nên bây giờ tu vi của ta đã mất hết còn có cái hệ thống não tàn này để nàng theo bên người nguy hiểm quá xin hãy song tu với ta đi người đã dạy đứa trẻ nhà người ta cái gì thế này ta không có dạy ta chỉ bảo nó là đi bái người làm thầy tiểu cô nương ngươi vẫn còn nhỏ không phù hợp để học song tu không ta chính là muốn song tu với thượng tiên đại nhân song tu song tu song tu đi song tu song tu đi nào tiểu muội muội không phải người rất muốn song tu sao ta thu nhận ngươi làm đệ tử chân truyền có được không đệ tử chân truyền có cấp bậc cao hơn so với song tu nếu như hết cái này giữa đường thì lão tử sẽ bị coi thành lão biến thái đệ tử hoa mặt lị bài kiến sư phụ hay nói người đời lúc nào cũng sẽ thảo hiệp ngươi muốn làm đồ đệ của hắn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng nếu ngươi muốn song tu cùng hắn thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ gương mặt ngây thơ đáng yêu này sao lại có thể nói ra những loại câu như vậy tiểu cô nương này không phải người phàm đây chính là trí thông minh của linh thai tiên thiên sao tu tiên là quá trình nuôi dưỡng đả thông kinh mạch linh thai là người trước khi sinh linh mạch đã được đả thông người linh thai tiên thiên một khi đến trúc cơ kinh mạch sẽ được linh khí kích hoạt đạt đến tiên thiên kỳ trong thời gian cực kỳ ngắn có thể nói là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp nhưng trong thời gian này cần phải hấp thụ lượng linh khí cực kỳ nhiều nếu không sẽ bị linh mạch của mình hút tạn sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm cho nên đừng để lệnh viêm tu tiền nữa hai vị thấy thế nào tiểu nữ quyết tâm tu tiên lại có tiên duyên gặp được thượng tiên như ngài thân là phụ thân đương nhiên sẽ hết lòng ủng hộ rồi ta nói giới tu tiên đánh nhau suốt ngày thật sự là rất nguy hiểm con gái con đi theo vị thượng tiên này phải tu luyện thật chăm chỉ tạo phúc cho chúng sinh hoa ra chúng ta cuối cùng cũng có người tu tiên rồi cha nương rất tự hào về con con gái vĩnh biệt gia tộc sẽ không quên sự cống hiến của con đâu vĩnh biệt quá rồi đấy sao ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai sau đó dọa chết ta rồi dọa chết ta rồi không ngờ quy ẩn phàm trần mấy chục năm mà vẫn có thể gặp được tên đại ma đầu đó từ lâu trước kia đã nghe nói từ đại ma đầu hậu cung vô vàn không ngờ đến trẻ con cũng không tha mặt lị cha mẹ vô dụng không thể bảo vệ con được gia tộc tiên môn bị tên ma đầu đó tiêu diệt nhiều không đếm xuể mặt lị cũng là vì muốn bảo vệ chúng ta đúng vậy mặt lị vì bảo vệ chúng ta nên mới nương thân cho tên ma đầu đó ông trời ơi cho tên từ đại ma đầu kia chịu trừng phạt đi sư phụ người tu tiên không phải đều biết bay sao đi bộ cũng là một loại tu tiên sư phụ chúng ta đi đâu vậy đến ngọc hoàng phái đồ đệ của ta sư huynh của con bây giờ đang là trưởng môn của ngọc hoàng phái ta đưa con đến ngọc hoàng phái để tu tiên dù sao thì linh thai tiên thiên nếu không có lượng lớn tài nguyên cung cấp thì rất khó tu thành chính của sư phụ thật lợi hại đến đồ đệ cũng là trưởng môn đương nhiên rồi ta là từ tiên đang vang danh tiên giới suốt 300 năm đừng khoác lác nữa nhiệm vụ hệ thống cứu vớt thiếu nữ nhà lành bị ép hôn thường mười điểm công đức tránh ra tránh ra, chó ngoan không cản đường. nói ai là chó đấy hả, mẹ nó. lên. vậy là đã hết trăm năm của bộ truyện. hãy theo dõi kênh để biết được những tập tiếp theo của bộ truyện. nếu thấy hay, cho mình một like một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. cảm ơn các bạn rất nhiều.